Hai thằng nhớ nhà chung nhà. Mẹ đi có việc. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Mẹ nó đi rồi. Vào thôi. Đây rồi. Dậy đi. Ô con lợn nào. Ta tao. Có đi lét không? Hả? Có chứ. Đi luôn. Mẹ. Bé mồm thôi. Thằng em tao nó dậy là toang đấy. Dám đi chơi nét mánh à? Alo mẹ. Anh Hưng vừa trốn đi nét mẹ. Thằng này chán sống à? Mai nhớ bao tao nét đấy. Lại đi chơi nét vui thật mày nhờ. Mai rủ tao với nhá. Không. Ôi. Thằng Điệp mang cái roi ra đây. Phát thể niệm rồi. Dạ đây mẹ. Ôi trời ơi. Ôi. Nọ quá. Anh con cuối cùng thì rửa bát đi. Hả? Cái con nợn này. Não nhỉ. Rửa đi. Luật nhà mình mà anh dám cãi à? Thằng nào ra luật? Tao ra đây. Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi, vừa còn bắt canh em húp lốp. Rửa hộ em phép nhá. Thằng kia. Ui.